Rồi, hôm nay giới thiệu với mọi người một số món nha. Đầu tiên là một cái bình. Cái bình này chắc bình đồ Nhật đó mọi người. Đồ này đồ Nhật nha. Cái này thì đồ xưa, cái này bình bông đó, nó chạm rất là đẹp đây. Chạm rất là đẹp đây dưới nè. Ở trên nè, cái món đồ xưa nha. Rồi đo chiều cao nó nha. Chiều cao là 30. Chiều cao là 30 nha, cái bình Nhật nha. Cái này đồ đồng nha mọi người, đồ đồng xưa nha. Cái này là một con tê giác. Đó. Tê giác đây. Cái này cũng cũ rồi chứ không phải là mới nha. Tê giác. Đẹp không? À, rồi, hai món này giao lưu với anh em là 2 triệu nha. Hai món này 2 triệu nè, một cái bình với một con tê giác. Đó. Hai món này 2 triệu. Rồi, tiếp theo là một bộ gồm 4 bình. Thì cái này là hai cái là vô một cặp. Hai cái là vô một cặp, như là cái này hai cặp bình nha. Hai cặp bình rất là nặng luôn nha, rất là nặng luôn. Cái này là đồ cũ nha, cái này gian tay cũ. Cái này gốm gian tay cũ. Đây, cái này mình trưng ở nhà. Trưng ở nhà này kia rồi rất là im nha. Nặng dữ lắm. Đó, 4 cái. Nó chiều cao quá đó nha. Cái này là ai mua cặp thì bán cặp nha. 1 mét nếu mà tới 1 mét 1 đó mọi người. 1 mét 1, 1 mét 9 đó. Nặng lắm nha. Bên này nặng lắm. Cái này con phụng nè. Đó. Một, hai, ba, bốn. Bốn cái nha mọi người. Cái này là 4 cái. Vô là 4 cái nha. Thì một cặp là 22 triệu nha. Một cặp là 22 triệu. Thì cái 11 triệu. Rất là bự. Rất là bự. Một cặp 22 triệu nha. Hai cái là 44 triệu. Đó. Vận chuyển thì mình thỏa thuận nhau nha, gần xa nha. Ví dụ như gần thì xe trở lại, còn xa thì mình vận chuyển mình thỏa thuận. Cái 11 triệu nha mọi người, cái 11 triệu nha. Cái này không phải đồ mới nha. Cái này cũng được vài chục năm hết rồi. Rồi, tiếp theo nè. Rồi, 4 cái bình voi nha mọi người, 4 cái bình voi không gài nha. Thì ở đây là một cái bộ bình voi 4 cái nha. 4 cái. Cái này thì cũng có nhiều anh em là hỏi mua lẻ, nhưng mà cái này thì bán nguyên bộ. Nguyên bộ. À, nguyên bộ nha. Nguyên bộ, cái này giữ nhất. Quả biến. 4 cái bình voi này thì nó giá là 35 triệu nha mọi người, 35 triệu 4 cái này nha. 4 cái 35. Rồi đây một cái chung. Chung này giống như mai hạt vậy đó, mà cái này giống, cái này là đồ Bắc Tràng, Bắc Tràng. Này lạ quá. Đây. Cái này cổ rồi nha. Rồi tiếp theo nha, một bộ bằng đồng nha mọi người. Đó. Một bộ bằng đồng, đồng màu, đồng màu sắc nha. Hai chân đèn, một cái bát hương, một cái này để làm cái mâm cái cây, hai cái đồ để đồ bằng đồng luôn. Rồi đó. Hết bộ này là 7 triệu nha mọi người, hết bộ này 7 triệu nha, gồm là 1, 2, 3, 4, 5 món, thôi rất là rẻ luôn đó nha, 7 triệu nha, à, 7 triệu. Rồi cái này, cặp này không, cái này không là 1 triệu mấy nè, hai cái này không là 3 triệu rồi nè, 3 triệu rồi, cái này triệu rưỡi nữa là 4 triệu rưỡi, 4 triệu rưỡi cặp trên đèn này, cặp trên đèn này nếu mà giá thị trường mua khoảng 2 triệu rưỡi, 6 triệu rưỡi, 2, 6 triệu rưỡi.
Còn cái bát hương thì bèo cũng có 3 triệu nữa, 9 triệu mấy đó, nếu mà mua hết thì 7 triệu nha mọi người, mua hết là 7 triệu những này. Đây một cái bộ lư quế nhỏ nè. Lư vuông nha, cái này lư vuông nha. Mini thì cái bộ này nó có hai cái chân đèn luôn. Bộ có hai chân đèn luôn. Cao có 20 mấy à, cao có 24 à. Cao 24 mọi người. Ai ưng bộ này thì nhắn tin nha, bộ này quên giá rồi mọi người. Ở đây cũng là một bộ quế luôn. Bộ quế luôn, tiếp tục là nó cao 30. À, cao 30 nha. Này cũng là đồ quế, đồ xưa luôn nha. Rồi một cái bình nho, sóc nho, tủ. Cái này đồ xưa luôn nha mọi người, đồ xưa luôn nha. Rồi tiếp theo là cũng bộ quế luôn. Ba mươi đó. Một bộ nhật gồm 6 cái chén, 6 cái dĩa, 3 cái bình. 6 chén, 6 dĩa, 3 cái bình. Thì nếu mà bộ này á mọi người, nếu mà lấy có 2 cái tóc á thì giá là 9 triệu. Còn nếu mà lấy lành hết nguyên bộ này á thì đổi là những cái lành á thì 10 triệu nha. Cái bình này không mà 3-4 triệu rồi nha. Cái bình này không. Rồi tiếp theo hôm nay sẽ giới thiệu một cái món rất là đặc biệt thì mới về cửa hàng nha. Đây là một cái bộ trường kỷ bằng gỗ cẩm nguyên con. Thì cái này hàng này rất là đắt tiền các bạn. Hay là nó rất là thịt cộm và nó rất là nặng. Thì mình sẽ đo cái kích thước của nó nha. Cái hàng này là hàng đặc nha. Hàng đặc. Kích thước cao 1 mét. Dài là 1m9 nha. Dài là 1m9. Cái ghế nha. Rồi cái bề mặt của cái ghế là 54.5. 54.5 thì cái này chạm rất là đẹp luôn. Cái này chạm rất là đẹp luôn. Đây. Chạm rất là đẹp. Chân móng nè. Cái này đồ đặc nha. Đồ đặc nha. Đó. Đó, rất là đẹp nha. Đó. Chạm đẹp lắm, bộ này thì rất là đỉnh rồi. Đây đây. Đó, cái này nè, đó, chạm rất là đẹp luôn. Thì chiều cao của cái bàn này nè. Chiều cao đó là 1 mét. Đó, chiều cao của 1 mét luôn nha. Bề ngang của nó là 59. 59, cái này là cẩm nguyên con nha mọi người, cái cẩm nguyên con cái bộ truyền kỹ này nha. Cái hàng này đặt. Đây đá, đá dân mây nè. Nó nặng lắm, một người ginh không nổi đó, phải hai người, hai đầu ginh cũng không nổi luôn. Nó nặng lắm. Tay đặt chân của cái gỗ cẩm này nó nặng lắm nha. Nó rất là nặng luôn. Đó, đây. Đây người ta chạm hết à. Chạm hết á. Ồ. Cái bộ này giá tiền nó cao lắm mọi người. Do nó là chỉnh đồ hay nó là đồ đặc. Cái nữa là nó là cẩm nguyên con đó. Đó. Rất là giá trị, rất là giá trị. Ở nhà các bạn mà để cái bộ này thì đời đời luôn. Các bạn lưu ý là những cái món đồ gỗ này nè. Thì mua về mình sử dụng, mình xài á thì cái giá trị của nó theo thời gian nó càng ngày càng tăng chứ không có mất nha. Ví dụ như mua một cái bộ này về để thời gian lâu các bạn, về các bạn xài ngồi tới ngồi lui nó lên nước nó bóng đẹp thì cái giá trị nó càng cao đó. Nó khác với những cái đồ nội thất khác, ví dụ như những cái salon bằng mớp bằng niệm gì đó thì theo thời gian nó sẽ cũ đi, cái giá trị nó sẽ mất. Nhưng mà cái này thì khác nha, cái đặc trưng của những cái món đồ gỗ là như vậy đó các bạn, mua xài về, càng ngày thì giá trị nó càng tăng. Ví dụ như mua, các bạn mua năm nay thì
500 thì nó năm sau có thể là 500 mấy 600 cũng tùy tùy theo cái thị trường. Hay nữa là nó không có mất giá đâu, nó không có mất giá được tại vì nó hiếm và theo thời gian thì càng ngày đó nó giống như là gỗ tốt đó, các bạn, thì nó còn hoài, nó còn mãi vậy đó. Được cái là xài mà nó không mất giá trị thì chỉ có những cái gỗ mà tốt, những cái gỗ mà đúng gỗ cẩm chắc này nọ thôi. Còn thật sự mà nói đồ gỗ, đồ gõ thì mình không có gành, do là nó đồ gõ thì nó nhiều, nhưng mà tại vì các bạn biết để tầm được một cái bàn mà cẩm nguyên con thì nó rất là khó, mà đồ xưa nữa thì nó càng khó hơn, tại vì giá trị nó cao lắm. Ví dụ mình mua, mình đặt gỗ, mình đóng một cái bàn như vậy đó, ví dụ như hai ba người mà làm trong khoảng bao lâu mới được ngày, ví dụ như là các bạn trả thợ, tiền thợ đi ngày khoảng 600-700 ngàn người, thì đóng một tháng thôi thì cũng đã mấy chục triệu rồi. Mấy chục triệu là tiền thợ thôi đó các bạn, chưa nói đến mà tiền mua gỗ đó, mua gỗ cẩm mà dễ, dụ các bạn mua 2-3 khối thì đã bao nhiêu rồi đó, cộng với cái thời gian mình lưu giữ những cái món đồ vài chục năm đó, thì đương nhiên một cái món đồ mà nó chuẩn, nó có, nó đúng cây đúng gỗ thì cái giá trị nó sẽ không có rẻ nghe các bạn. Đó đó là cái lợi thế của cái món đồ mà đồ cẩm á, thì người Việt Nam cùng mình rất là thích cẩm và chắc. Thì chắc đó các bạn thì không có được khai thác nữa, nên những cái dòng mà gỗ chắc mà những cái mặt bàn lớn thì nó không có, đa phần những cái viền, những cái thanh thì người ta mới sử dụng là chắc thôi, còn những cái mặt thì đa phần là mặt gỗ rất là nhiều đó, nên nó sẽ lai giữa gỗ chắc và gỗ gõ. Thì cái đó thì tự nhiên một cái thì nó rất là quý giá, một cái thì nó bình dân à, còn cái này thì cẩm luôn nguyên con thì nó sẽ ngon hơn nhiều. Rồi cái bàn này giá trị cao các bạn, giá trị rất là lớn, nên thì không có báo giá nha. Ai mà cần để cái bộ này ở nhà gọi là đẳng cấp á thì cứ liên hệ với mình nha, chứ nó cũng hơi mắc tiền quá thì cũng không báo đây được. À, rồi ok, ai muốn cái bộ này thì cứ nhắn tin cho mình nha, chuẩn cẩm 100% cẩm nguyên con. Rồi xin chào nha.